trồi lại ngay mấy chỗ này hết trơn nè. Này là mình để nguyên cái bầu đất như vậy, mình để trong mát, mình khoét lỗ ở dưới đít bầu ha, cho nó thoát nước. Rồi mình để trong mát, mình tưới nước nào cây nó đâm trời mạnh đi mình hãy trồng nha mọi người. Mấy cây này thì nó dạng dễ trồng. Mã số này là mã số N1. Củ đế của nó nè. Cây này củ đế dữ lắm, bự ha. Nở nè. Em đâu nguyên cái củ dưới đây ha. Tuốt ở dưới đây là 40 nha mọi người. 40 quả. Còn một cái măng ở trên đây nhỏ này là 21. 21. Chiều cao nó là 1m23. Đường kính cầu của nó là 35. N1 em giao lưu với mọi người là 1.400.000 em bao ship. Rồi N1 1.400.000 bao ship nghe nè. N2. Đó, cây này đâm chồi trời nè anh em ơi. Đây đâm chồi ha. Mình cứ đó. Để mình tưới nước thôi ha. Đó. Này là em không có phân thuốc gì nha mọi người. Mình về mình muốn nó mau thì mình cứ kích rễ vô. Mình để nguyên bầu vậy ha. Đây nguyên nguyên cái bệ của nó nè. Đây cục rễ của nó nè. Quá nha. Đâm chồi nè. Cái da của nó là xù xù như vậy nha mọi người. Cây ngâu mà nó càng già thì cái da nó xù càng xù lên. Rau hoành ngay vị trí này là 30. 30 hoành. Đây là 30 nha. Trên đây thì nhỏ nè. Tuốt ở trên này là 15 thôi nha. Mọi người chú ý nghe kỹ hoành giùm em nha. Chiều cao của nó là 1m. Đường kính màu nó là 35. Rồi N2. Em giao lưu với mọi người là 900.000 bao ship. Rồi 900.000 bao ship anh em ơi. N3. Mã số N3. Đây này thì đưa năm chòi để trong mát từ nó đâm ha. Trong đây nó đâm nhỏ ở trong đây nè. Nè mấy chòi trong đây nó chuẩn bị đâm nè, thấy không? Về mình để trong mát mình tưới nước ha. Phải nhớ khoét mấy cái lỗ dưới cái bầu nha mọi người. Bầu nó là 90, chiều cao nó là 90. Đường kính bầu nó là 35. Rồi mã số này là mã số N3, nha luôn cho mọi người là 1.200.000 bao ship. N4. N4. Cái này để lâu nó đâm chồi trên nhấp nhóc trơn rồi nè. Dưới đây thì nó đâm chồi mấy cái này đâm chồi lo hết, nó dễ sống lắm anh em ơi. Để trong mát tưới kích rễ vô là đâm chồi hả chồng ha. Mình phải để nguyên bầu nha, mình đừng có phui bỏ màu đất nha mọi người. N4 này mấy cái da của nó xù 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 xù, bóc bóc cái vỏ ra được nè. Em đo ngay ở đây là 29 hoành. 29 hoành là khoảng 1m rưỡi ha. Cao 1m rưỡi. Đường kính bầu 45. N4 1.400.000 bao ship nha em. N5. Cây này củ đế dữ lắm, củ đế nghe nè. À, cái nhánh này là cưa nó bị tét, cái da miếng ngoài này nhỏ ha. Cái đầu này. Như vậy thì cưa lúc cưa. Củ đế nó nhỏ ha. Này, da của nó xù xù xù, cái này gông nó đóng nha mọi người. Đây mình cứ để trong mát một tí nó da bữa nó đâm chồi. Rồi em đâu hoành ngay đây là 23 hoành. Cây này củ bự lắm. Củ nữa nè. Mấy cây này
cứ để gì mình để trong mát, mình tưới nước vài bữa nó đâm chồi ha, chứ không phải nhìn nó khô khô không phải nó chết nha. Cây này dạng dễ sống á, N6 hoành của nó là 23 ở trên đây. Cũ rồi. Em đo tuốt với cái cũ này ha, hoành nó là 42, chiều cao nó là 1m02, đường kính bầu nó là 32. Đế đẹp nghe nè. Cái này là cái sẹo ở đây nha mọi người. Ở đây nó đâm chồi nè. Mấy cái này là cưa trúng thôi. Này bữa đế nó đẹp ha. Này của cái cây gì lọc đây. Lên luôn. Rồi mã số N7 ha. Da nữa nè, da này là da của nó xù xù vậy ha. Hoành ở đây là 25 hoành nha mọi người. Chịu bao ship luôn em ơi. Rồi N8 cây cuối cùng anh em ơi. Đó, cây này để đâm chồi trơn nè. À, nhưng mà cái bầu nó để ngoài mưa á, nó dễ nó bị mềm mềm ha nè. Cái bầu nó em báo trước nó vậy chứ không phải nó bị bể bầu nha mọi người. Nè, quá trời đâm chồi luôn. Thì nó đang đâm chồi ha. Cái chỗ này nó có cái sẹo ở cộng đế này, cộng đế này sẹo nhưng mà nó kéo sẹo rồi, nó sành rồi. Cứ để nguyên bầu đất như vậy rồi mình tưới nước nha, đừng có mở bầu đất ra nha. Mã số này là mã số N8. Rồi cái này là em đo ngay vị trí này, vị trí này em này luôn đi ha. Ở đây là 24, vị trí này 24. Cũ ở đây thì nó bự, trên đây thì nó nhỏ hơn. Đó, em đo vị kỹ rồi nha. Rồi chiều dài cái thân đó là 47, đường kính bầu nó là 30. Rồi mã số này là mã số N8, giao lưu với mọi người là 800 ngàn em bao ship. Rồi cây N8 này cũng là mã